Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với buổi talk show về chủ đề hệ tiêu hóa hụt hơi vì cuộc sống hiện đại. Tham gia cùng chúng ta ngày hôm nay có tiến sĩ bác sĩ Ung Văn Việt. Chào MC Thâm Tâm, xin chào mọi người. Tôi rất là vui tham dự buổi trò chuyện hôm nay. Trong cuộc sống hàng ngày và đặc biệt là trong thời gian giãn cách này, chúng ta thường có nhiều lo lắng, bận rộn gây ảnh hưởng đến chất lượng của bữa ăn cũng như là sức khỏe hệ tiêu hóa. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về những vấn đề tiêu hóa thường gặp trong cuộc sống hiện đại và cùng tìm hiểu nguyên nhân, triệu chứng, cách giải quyết và cách phòng ngừa các vấn đề về hệ tiêu hóa, qua đó giúp nâng cao sức khỏe hệ tiêu hóa và mang đến một cuộc sống vui khỏe hơn. Trước hết, hãy bàn về những vấn đề gặp phải trong cuộc sống hiện đại gây ra những hại điện về hệ tiêu hóa nha mọi người. Một trong những điều mà chúng ta thường gặp phải đó là việc phải xã giao trong môi trường làm việc. Nhiều lúc đi làm á, thì mình sẽ được sếp hoặc là đồng nghiệp mời đi ăn, đi uống hoặc là đi nhậu đúng không mọi người? Những lúc như thế này á, thường thì chúng ta sẽ có uống rượu bia nè, với mỗi kiểu công việc mà tần suất đi xã giao với đồng nghiệp, khách hàng thì cái sẽ khác nhau, ở mức độ vừa phải á, thì sẽ không sao. Nhưng mà nếu mọi người lạm dụng rượu bia thì rất là dễ để lại những hậu quả mà có lẽ là mãi sau này chúng ta mới nhận ra. Vậy thì tại sao chúng ta lại gặp những vị khách bất đắc dĩ này? Và hãy cùng bác sĩ tìm hiểu chuyện gì sẽ xảy ra trong hệ tiêu hóa của chúng ta khi chúng ta uống quá nhiều rượu bia nhé. Xin mời bác sĩ. À vâng, khi chúng ta uống quá nhiều bia rượu thì tại dạ dày, cái thức uống có cồn á, nó sẽ kích thích cái niêm mạc của dạ dày tiết ra cái axit dịch vị, nhưng mà nó lại ức chế cái dạ dày tiết ra những cái men tiêu hóa để giúp cho quá trình tiêu hóa. Vì thế chúng ta rất là dễ đầy hơi khó tiêu và gây ra những triệu chứng đau thượng vị. Ngoài ra khi mà cái thức uống có cồn mà xuống tới ruột, thì cái ruột chúng ta nó vô tình cái cồn này nó sẽ giết chết những cái lợi khuẩn và nó giúp cho những cái hại khuẩn sinh sôi và phát triển. Nó sẽ làm cho mất cân bằng cái hệ vi sinh của đường ruột, vì thế rất là dễ dẫn tới rối loạn tiêu hóa cũng như là loạn khuẩn đường ruột ạ. Thì ra là như vậy. Nhưng mà bên cạnh rượu bia cũng có một số vấn đề khác chúng ta thường xuyên phải trải qua. Đó là khi công việc quá là nhiều áp lực và căng thẳng, những lúc bận rộn thì mình hay lơ là chất lượng của bữa cơm. Ví dụ như là ăn thiệt là nhanh cho xong, hoặc là có khi qua giờ cơm rồi thì cũng bỏ luôn không ăn. À đúng rồi, đây cũng là những cái thói quen mà không tốt cho cái đường tiêu hóa mà chúng ta hay gặp trong cuộc sống. Chẳng hạn khi chúng ta ăn quá nhanh, thì khi chúng ta ăn quá nhanh thì ngoài cái việc nuốt thức ăn á, thì vô tình chúng ta nuốt luôn một cái lượng không khí nhỏ vô trong dạ dày luôn. Cái thứ hai thì khi chúng ta ăn quá nhanh thì chúng ta không có bỏ đi cái động tác nhai cái vùng khoang miệng. Nếu như chúng ta có nhai cái vùng khoang miệng thì chúng ta sẽ kích thích cái niêm mạc cái vùng khoang miệng, nó tiết ra những cái men tiêu hóa. Do đó nếu chúng ta ăn quá nhanh thì chúng ta nuốt luôn thức ăn xuống dạ dày, thì khi tới dạ dày thì bắt buộc dạ dày nó phải tăng tiết để nó bù trừ cho cái phần khoang miệng, thì lúc đó nó rất là dễ làm cho chúng ta đầy hơi và khó tiêu dẫn tới rối loạn tiêu hóa. Còn cái vấn đề mà thường xuyên bỏ bữa ăn, khi chúng ta bỏ bữa ăn thì chắc chắn là chúng ta phải đói. Nếu cái chuyện này tái đi tái lại lâu ngày thì rất là có hại cho đường tiêu hóa, cơ thể chúng ta sẽ mệt mỏi và sức khỏe ngày càng suy yếu. Khi chúng ta mà bị đói á, thì rõ ràng khi gặp lại cái thức ăn, tức là tới một bữa ăn khác, thì chúng tâm lý chung chúng ta cố gắng ăn nhiều hơn thì rất là dễ tăng cân. Ngoài ra thì khi mà chúng ta thường xuyên bỏ bữa ăn thì chúng ta tạo một cái tiền lệ không tốt cho cái đường tiêu hóa, tại vì bình thường trước mỗi bữa ăn á thì cái dạ dày chúng ta sẽ tiết ra những cái men tiêu hóa cũng như là những cái axit dịch vị để giúp cái tiêu hóa thức ăn. Nhưng mà khi chúng ta bỏ bữa ăn thì những cái chất này nè, cái axit dịch vị nó sẽ quay lại, nó tấn công đường tiêu hóa chúng ta và nó sẽ ảnh hưởng không tốt tới vấn đề là tiêu hóa thức ăn. Vâng, đúng rồi thưa bác sĩ. Chưa kể đến việc khi mà chúng ta ngồi được xuống bữa ăn á, thì nhiều khi chúng ta cũng không có dành hoàn toàn thời gian cho bữa ăn được. Mà đôi khi á, tay trái sẽ bấm điện thoại, tay phải sẽ làm một cái gì đó, còn mắt thì nhìn lên xem tivi hoặc là xem phim. Và trong cái thời buổi mọi người sống rất là nhanh như thế này á, thì cái việc sử dụng mì ăn liền, thức ăn nhanh hay còn gọi là fast food á, cũng không có gì quá xa lạ đúng không bác sĩ? Vâng, rõ ràng đây cũng là một cái vấn đề thường xuyên gần như xảy ra đối với mọi người, đặc biệt là cái giới trẻ bây giờ. Chúng ta không bao giờ mà chúng ta tập trung hoàn toàn cho bữa ăn. Khi chúng ta vừa ăn, chúng ta vừa bấm điện thoại để xem tin nhắn, trả lời tin nhắn, chúng ta có thể đọc báo trên điện thoại, hoặc là chúng ta có thể xem những tin tức cũng như là xem tivi. Thì
khi mà chúng ta không có tập trung cho bữa ăn á, chúng ta làm những công việc khác thì vô tình làm cho phần lớn cái máu nó tập trung về não, nó không tập trung về dạ dày, thì nó không tốt cho vấn đề về đường tiêu hóa. Khi mà thức ăn nó không được tiêu hóa tốt thì nó sẽ tồn đọng tại dạ dày, thì cũng như là trong đường ruột, thì nó giúp cho các con vi trùng sinh sôi nảy nở, thì rõ ràng nó làm phá hủy đi cái hệ cân bằng hệ vi sinh và ảnh hưởng tới vấn đề tiêu hóa. Còn cái vấn đề mà thức ăn nhanh fast food đó, thì rõ ràng chúng ta đã biết đó, thì gần như trong tất cả các loại thức ăn nhanh thì cái chất béo nó nhiều hơn và cái chất xơ nó ít đi. Mà cái chất béo là một cái chất mà rất là khó tiêu đối với đường tiêu hóa. Do đó khi chúng ta mà lạm dụng nhiều cái chất béo á, thì chúng ta sẽ đầy hơi và khó tiêu. Thứ hai nữa là khi chúng ta sử dụng mà fast food nhiều á, thì nó có ít chất xơ, do đó nó làm cho cái nhu động của đường ruột yếu đi, nó rất là dễ dẫn tới bị táo bón hay là bị trĩ, thì nó sẽ không có tốt cho cái đường tiêu hóa. Ngoài ra thì chúng ta ăn fast food thì chúng ta rất là mau đói, mà khi chúng ta mau đói thì chúng ta ăn nhiều lần trong ngày cũng như là ăn nhiều hơn thì rất là dễ tăng cân cũng như béo phì sau này. Còn đối với những cái thức uống mà có ga, thì khi thức uống có ga thì chắc chắn khi vô dạ dày chúng ta nó sẽ sinh hơi làm chúng ta đầy hơi và khó tiêu. Ngoài ra thì trong cái thức uống có ga nó cũng có đường, mà khi chúng ta uống nhiều thức uống có ga thì chúng ta hấp thu thêm cái đường này, chúng ta cũng rất là dễ tăng cân cũng như là những cái bệnh lý khác mà không tốt cho đường tiêu hóa cũng như là sức khỏe của chúng ta. Dạ vâng, và đặc biệt đó là trong thời điểm khác trước giờ, hiện nay chúng ta đang liên tục phải giãn cách xã hội giữa bối cảnh đại dịch Covid-19. Và trong đợt dịch lần này đó, chúng ta chuyển sang làm việc ở nhà rất là nhiều và cũng như là thường xuyên ở trong nhà luôn. Điều này đó, đôi khi sẽ dẫn đến việc rối loạn giờ giấc sinh hoạt, nè không vận động nhiều khiến cho cái tình trạng rối loạn tiêu hóa ghé thăm thường xuyên hơn. Nếu mà như vậy đó, thì đâu sẽ là giải pháp cho những vấn đề này vậy bác sĩ? Để giải pháp cho những cái vấn đề mà rối loạn tiêu hóa đó thì trước hết á, chúng ta phải bình tĩnh, chúng ta phải biết nhận thức được và chúng ta nhận ra được đâu là những cái triệu chứng của về có bất thường về đường tiêu hóa. Thì thường khi đường tiêu hóa nó yếu đi và vấn đề tiêu hóa không tốt thì nó có thể gây ra những triệu chứng là chúng ta có thể đầy hơi, khó tiêu hoặc là chán ăn. Một số trường hợp thì chúng ta có thể đau thượng vị hoặc là nóng rát sau xương ức. Một số khác thì chúng ta có thể rối loạn tiêu hóa, chúng ta có thể tiêu chảy hoặc là táo bón. Một số trường hợp thì nó sẽ xen kẽ giữa táo bón và tiêu chảy. Thì khi có những cái triệu chứng như vậy thì chúng ta phải xem lại và chúng ta phải điều chỉnh cái lối sống của mình cho phù hợp. Cái lối sống phải lành mạnh hơn, tập thể dục đều đặn. Và khi chúng ta ăn thì phải ăn chậm và nhai kỹ. Trong bữa ăn thì chúng ta cố gắng tập trung, chúng ta đừng có làm nhiều việc quá, ví dụ như chúng ta đừng có xem điện thoại hoặc xem tivi. Mục đích là chúng ta ngay từ ban đầu chúng ta giúp cho cái hệ tiêu hóa chúng ta được bài tiết những cái men tiêu hóa và các dịch vị tốt nhất để giúp cho quá trình tiêu hóa tốt hơn. Tiếp theo nữa là chúng ta phải tránh lạm phát bia rượu, tức là chúng ta không nên uống quá nhiều bia rượu cũng như là thức ăn nhanh và những nước uống có ga. Vâng, đúng rồi thưa bác sĩ. Ở bên cạnh những cái việc như trên thì chúng ta cần phải cố gắng xây dựng cho mình những thói quen tốt như mọi người. Vâng, còn khi mà chúng ta có những cái triệu chứng về đường tiêu hóa rồi thì chúng ta không nên ăn những cái thức ăn đã để lâu, những thức ăn mà bảo quản không có kỹ, hoặc là những thức ăn khó tiêu, dễ sinh hơi, cũng như là thức ăn nhiều đường và đặc biệt là nhiều chất bơ, làm cho cái hệ tiêu hóa chúng ta không tốt. Nếu mà lo lắng quá, chúng ta có thể, hoặc là khi chúng ta có những triệu chứng này, thì tốt nhất vẫn cuối cùng là chúng ta nên cung cấp cái kiểu cung cấp men vi sinh và men tiêu hóa bằng cái kiểu là đa dạng, tức là nhiều cái men tiêu hóa và men tiêu sinh để giúp cho quá trình tiêu hóa được tốt nhất. Vâng, men vi sinh và men tiêu hóa là những cụm từ được chúng ta rất là thường xuyên nghe trong các bệnh lý về dạ dày. Như vậy thì làm cách nào để có thể phân biệt hai loại men này và chúng ta nên bổ sung hai loại men này như thế nào để có thể giải quyết một cách toàn diện những cái triệu chứng tiêu hóa rất là thường gặp như trên vậy bác sĩ? Chúng ta phải khái niệm như vậy. Men tiêu hóa đó, hay còn gọi là enzyme tiêu hóa, nó là cái loại men nó giúp cho cái phân cắt thức ăn thành những cái phân tử nhỏ để giúp cho vấn đề là hấp thu những cái thức ăn được tốt nhất. Còn đối với cái men vi sinh hay là cái synbiotic á, thì tại đường ruột nó giúp cho cân bằng cái hệ vi sinh đường ruột,
tức là nó giải quyết triệt để cái vấn đề là rối loạn tiêu hóa cũng như là loạn khuẩn đường ruột. À, còn vấn đề cung cấp như thế nào thì đối với men tiêu hóa chúng ta nên cung cấp đa dạng và nhiều thành phần. Mục đích chính là làm sao cái men tiêu hóa chúng ta uống vào nó có thể tiêu hóa được nhiều loại thức ăn khác nhau. Ví dụ thức ăn có nhiều đạm, có nhiều chất béo và có nhiều tinh bột vẫn là hấp thu được. Thứ hai là chúng ta nên cung cấp ngay từ cái giai đoạn đầu của đường tiêu hóa, là tức là cung cấp vào dạ dày bằng cách là chúng ta sẽ uống những cái men vi sinh và men tiêu hóa. Như vậy là chúng ta đã cùng điểm qua những cái triệu chứng nè và cách phòng ngừa của cái bệnh về hệ tiêu hóa, và cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ, nhưng là tốt nhất chúng ta vẫn nên có tâm lý phòng bệnh hơn chữa bệnh phải không mọi người? Vâng, mà thì như ông bà ta nói, quan trọng nhất vẫn là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Do đó trước khi có những cái vấn đề tiêu hóa thì chúng ta phải thay đổi từ lối sống, tức là thực hiện một cái lối sống lành mạnh, cái chế độ, cái cách ăn uống của chúng ta phù hợp hơn. Chúng ta nên cố gắng giữ cho một cái tinh thần thoải mái, tức là tránh lo lắng những cái vấn đề gì đó nó thái quá, nó không có sự thật. Đa số người bệnh khi có một tí vấn đề là chúng ta quá lo lắng, do đó nó không tốt cho sức khỏe. Quan trọng hơn nữa là trong cái chế độ ăn hàng ngày chúng ta phải cố gắng ăn cân bằng những chất, tức là chất đạm nè, chất béo nè và tinh bột, chúng ta phải cân bằng với nhau. Thứ hai, trong chế độ ăn của chúng ta phải có cung cấp thêm nhiều cái men tiêu hóa, ví dụ chúng ta cố gắng ăn nhiều trái cây hoặc là rau củ quả, hoặc là những thức ăn có nhiều loại men vi sinh, ví dụ như là da ua nè, hoặc là kim chi, hoặc là cái natto, và hạn chế lạm phát bia rượu cũng như là thức ăn nhanh cũng như là nước uống có cồn có ga, và cố gắng ăn uống điều độ đúng bữa để mà tốt nhất cho đường tiêu hóa. Tất nhiên là chúng ta sẽ không bao giờ lạm phát uống quá nhiều bia rượu như thức ăn nhanh. Và theo tôi nghĩ thì tốt nhất trong cuộc sống mà hiện đại như hàng ngày thì nhiều thứ lo lắng nhiều, nhiều thứ lo toan nhiều, để chắc chắn nhất chúng ta vẫn cố gắng cung cấp men tiêu hóa và men vi sinh bằng cách là chúng ta uống những cái men tiêu hóa và men vi sinh. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thì sau đây chúng ta sẽ nghỉ giải lao 60 giây nha mọi người, và chúng ta sẽ quay lại với phần trả lời câu hỏi từ khán giả ạ. Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với buổi talk show ngày hôm nay, với câu hỏi đầu tiên đến từ chị Nga, 27 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng tại Hà Nội. Gần đây chị hay bị ăn không tiêu, thường tiêu chảy, đôi lúc là còn táo bón. Như vậy thì triệu chứng của bệnh vậy thì có phải là triệu chứng của bệnh đại tràng không thưa bác sĩ? Chào chị Nga. Thì những cái triệu chứng chị gửi về cho chương trình thì gần như đây là những triệu chứng của về bệnh lý đường tiêu hóa, đặc biệt là đại tràng. Tuy nhiên, để tốt nhất á, để cho chẩn đoán chính xác nhất thì chị nên đến khám cơ sở y tế, khám về hệ tiêu hóa cũng như là đặc biệt là bệnh lý về đại trực tràng. Tuy nhiên, nếu chúng ta mà thường ngày có gặp những triệu chứng này trước khi đi khám bệnh để chẩn đoán xác định thì chúng ta có thể kết hợp giữa cái men vi sinh và men tiêu hóa. Chúng ta dùng những cái men tiêu hóa và men vi sinh để hy vọng là có thể cải thiện được những cái triệu chứng này. Cái thứ hai là chị nên xem lại cái chế độ ăn uống của mình để hy vọng sức khỏe của chị tốt hơn và cải thiện những cái triệu chứng này hơn. Chào chị. Vâng, vậy thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo là từ anh Nam, 32 tuổi, hiện đang công tác tại Bình Dương cho biết, do tính chất công việc nên anh thường xuyên phải sử dụng rượu bia. Gần đây anh phát hiện mình hay bị tiêu chảy, ăn không tiêu sau khi uống rượu bia và rất mệt mỏi kéo dài khoảng 1 tuần sau đó, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của anh. Bác sĩ có thể trả lời giúp anh nguyên nhân và cách điều trị được không ạ? Chào anh. Thì cái câu hỏi của anh gần như các cái nội dung câu hỏi của anh tôi đã chia sẻ cái đoạn clip phía trên, anh có thể xem lại. Tuy nhiên, rõ ràng khi anh uống rượu bia nó thay đổi mà thói quen đi cầu thì có hai việc. Thứ nhất là có thể cái đường ruột của anh, tức là có thể có loạn khuẩn đường ruột, cái đó là chuyện chắc chắn rồi.
Thì muốn cải thiện thì anh có thể sử dụng những cái sau khi xác định chẩn đoán, tức là chúng ta phải khám cơ sở y tế để loại trừ những cái bệnh ác tính, thì và uống thuốc theo toa của bác sĩ, thì anh có thể phối hợp uống hỗ trợ thêm men tiêu hóa và men vi sinh để cải thiện những cái triệu chứng và có thể dứt điểm được những cái triệu chứng này. Vâng, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, cũng là câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay, là từ anh Minh 40 tuổi ở Đà Nẵng chia sẻ là dạo gần đây khi ăn quá no hoặc là tham gia các buổi liên hoan ở công ty, đám tiệc, nhất là những bữa ăn có nhiều đồ chiên xào và dầu mỡ thì bác thường cảm thấy khó tiêu, đầy bụng. Tình trạng trên diễn ra nhiều lần khiến anh rất là khó chịu và ngại lời mời từ bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng. Bác sẽ có thể cho anh lời khuyên để anh sớm khắc phục được tình trạng trên không ạ? À, vâng, chào anh. Thì đây, cái vấn đề của anh cũng là vấn đề thường xuyên trong cuộc sống mà. À, thường trước khi đi ăn tiệc thì đa số chúng ta để cho cái bụng chúng ta đói, như cái phần trên tôi nói, giống như là thường xuyên bỏ bữa ăn đó. Thì khi tới tiệc thì chúng ta sẽ cố gắng ăn nhiều hơn, giống như là để bù lại cho cái phần kia, thì chắc chắn khi chúng ta ăn nhiều hơn thường ngày chúng ta sẽ có cảm giác no. Thứ hai, khi sử dụng tiệc thì chắc chắn anh phải sử dụng có rất là nhiều chất béo, và như tôi đã chia sẻ thì chất béo là một cái chất mà nó khó tiêu nhất đối với đường tiêu hóa, do đó chắc chắn anh sẽ có những cái triệu chứng khó chịu như trên. Thì để cải thiện những cái triệu chứng này, chúng ta có thể, ngoài chuyện khám và chữa bệnh, chúng ta có thể thường ngày chúng ta có thể hỗ trợ bằng cách uống các men tiêu hóa và men vi sinh, để hy vọng là nó góp thêm một phần cải thiện cũng như là điều trị dứt điểm những cái triệu chứng anh đang gặp. Dạ vâng, xin lưu ý quý vị khán giả là nội dung của Pharma City chỉ có tính chất có tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc là điều trị y khoa nhé mọi người. Và cuộc trò chuyện của chúng ta cùng bác sĩ Ung Văn Việt đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và xin nhắc lại một lần nữa là mọi người lưu ý rằng các nội dung của Pharma City chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc là điều trị y khoa. Mong rằng khi tìm hiểu thêm về sức khỏe hệ tiêu hóa, chúng ta đã có thể chăm sóc gia đình và bản thân được tốt hơn. Xin chúc quý khách hàng của Pharma City thật nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. À, xin chào mọi người.